Cái công play đấy chính là nơi tại vì anh ngồi bên này thì nó sẽ phất thôi, còn ngồi bên ngoài thì nó rất là rõ, vậy thôi. Không, cứ thấy có bà gì ngồi đằng trước mà đâu mà không thấy Quý đâu đấy, Quý ngồi sau tao nè. À, đây là biển Đại Nam, biển này có tổng diện tích là 21,6 hecta, một bên nước mặn và một bên nước ngọt. Một tí nữa mình sẽ vô đó đó. Ở trong này là bán quý khách vui lòng không mang theo đồ ăn thức uống. Nó bắt đầu cấm từ bữa 15 tây tháng 3. Cái gì cũng có hết. Nhưng mà từ chỗ cái hồ bơi đó mình đi lại chỗ mua. Không có, ở biển là cũng có nhà ăn, sở thú là cũng có. Khu trò chơi cũng có, chỗ nào cũng có nhà hàng hết á. Đây là núi nhân tạo này. Đi Đại Nam là cái gì cũng có hết. Ôi đẹp quá ha. Xong đi xong hết về đi di chuyển cho cháu. Máy của gì chú mới là chuẩn. Mấy cái tấm mà tối về gì có thể chỉnh sáng lại. Mình chỉnh sáng là hết Alpha 15 là làm được hết rồi. Không chỉ 14, 12 gì cũng đã chỉnh đợi được hết rồi. Chuyển qua được sáng hết. Quá à. Đi dưới em cứ lên xe xuống xe vậy về nhà có những tấm hình làm kỷ niệm. Em nói là mình chụp hình mà đừng bao giờ đổi nón, nó che phớt cái khuôn mặt mình, mất cái ánh sáng, tại vì em chụp hình rất là lẹ. Rồi chuẩn bị mở điện thoại qua chữ ảnh giùm em. Mở điện thoại qua chữ ảnh giùm em. Em nói là mình không nhăn là như vậy. Trừ khi nào em nói chuẩn bị là em đếm là mình mới ngó về em. Đừng bao giờ ngó em trước. Nhưng mà cho tôi quay phim 5 phút nữa. Dạ được, mình cứ quay thoải mái. Rồi chuẩn bị. Xuống đứng ngay. Cái lằn màu vàng xuống hết dốc. Đứng ngoài ngay chính giữa giùm em. Rồi xuất quan miếng nữa.